Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Trà Đá Công Nghệ Mèo Quang Lùn. Trong một thời gian gần đây, các bạn có thể nhìn thấy tất cả các smartphone chúng ta đều đang chạy đua về camera và đặc biệt là tính năng chụp ảnh ban đêm. Vậy thì vì sao mà bức ảnh chụp ban đêm của các mẫu smartphone hiện nay càng ngày càng đẹp, càng ngày càng sáng? Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trong nhiếp ảnh cơ bản, muốn có một bức ảnh đêm nó sáng thì chúng ta sẽ thay đổi một trong ba yếu tố: khẩu độ, tốc độ và ISO. Và trong smartphone hiện nay, tất cả khẩu độ của chúng ta đang càng ngày càng rộng hơn, càng ngày càng mở to hơn, giúp cho việc thu được nhiều ánh sáng hơn. Và điều đó càng khiến cho các bức ảnh chụp đêm được rõ nét hơn, được sáng hơn. Vì khi khẩu độ mở to hơn, ánh sáng thu vào cảm biến được nhiều hơn, và như thế chắc chắn ảnh sẽ sáng hơn rồi. Hiện nay thì tất cả các mẫu smartphone hiện nay đều đang có khẩu độ rất lớn. Một số mẫu máy lên đến khẩu độ là 1.78 này, 1.7 này, 1.8 này. Trung bình thì bây giờ đang là 2.0. Yếu tố thứ hai giúp cho việc chụp ảnh thiếu sáng được tốt hơn, đó chính A few moments later. Yếu tố thứ hai giúp 2000 years later. Bây giờ mà bảo ông đấy khoan thì là ông đấy khoan hay ông đấy dừng. Eventually. Yếu. Yếu. Tố. Yếu tố thứ hai giúp cho bức ảnh chụp đêm được sáng hơn, đó chính là tăng kích thước của cảm biến. Khi mà kích thước cảm biến càng lớn thì lượng ánh sáng thu vào càng nhiều, và từ đó chất lượng ảnh sẽ được nâng cao hơn. Thế hiện nay dòng sản phẩm Mate 30 Pro cũng đang có cảm biến rất lớn, giúp cho việc chụp đêm được dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, các mẫu smartphone hiện nay, đặc biệt là Huawei, đang sử dụng kỹ thuật gọi là bộ lọc Quad Bayer, hiểu đơn giản là chập 4 pixel là một, để biến sensor 40 megapixel 1 micromet thành 10 megapixel 2 micromet. Với kỹ thuật chập pixel như vậy thì chi tiết ảnh sẽ được nâng cao rõ rệt, đặc biệt là trong việc chụp đêm, chụp thiếu sáng. Yếu tố thứ ba, như mình đã nói ở bên trên, là thay đổi khẩu độ cũng sẽ tăng được cái chất lượng ảnh thiếu sáng. Thì tốc độ cũng là một cái mà giúp cho chúng ta có thể chụp được ảnh thiếu sáng được tốt hơn. Thời gian phơi sáng lâu hơn thì ánh sáng thu vào cảm biến được càng nhiều hơn. Như vậy thì bức ảnh sẽ được đẹp hơn. Tuy nhiên, thời gian phơi sáng càng lâu thì chúng ta sẽ bị rung máy, và như vậy chất lượng ảnh chụp ra nó sẽ hơi xấu đi một chút. Vậy thì làm thế nào để chúng ta sẽ có một cái thời gian phơi sáng được lâu hơn nhưng chất lượng ảnh vẫn sẽ đẹp hơn? Đó chính là về kỹ thuật HDR. Có nghĩa là máy sẽ chụp rất nhiều các bức ảnh khác nhau với thông số ánh sáng khác nhau ghép vào thành một bức, và như vậy thì các khoảng sáng, khoảng tối và khoảng bình thường đều được đẩy lên và chất lượng ánh sáng sẽ được cao hơn. Về cái chế độ này thì rất nhiều các smartphone hiện nay đang sử dụng cái chế độ phơi sáng như vậy. Tuy nhiên, với cách này thì các bạn sẽ phải giữ máy lâu hơn một chút, như vậy để máy có thể chụp được nhiều ảnh hơn và chất lượng ảnh sẽ được cao hơn. Yếu tố thứ N đó chính là thay đổi công nghệ cảm biến máy ảnh. Hiện tại các mẫu smartphone hiện nay đang sử dụng là mẫu cảm biến RGB. Mẫu này thì nhìn nó sẽ khá là giống với mắt người hiện tại đang sử dụng, vì chúng ta sử dụng hầu như tất cả đều theo RGB cả. Tuy nhiên thì hiện nay, đặc biệt là Huawei đang chuyển dần dần sang công nghệ sensor mới. Công nghệ đấy là công nghệ RIB, có nghĩa là Red, Yellow và Blue. Với cái công nghệ này thì sẽ thu được ánh sáng nhiều hơn, và như thế bức ảnh sẽ được trở nên sắc nét hơn và rõ hơn khi mà chụp ảnh thiếu sáng. Tuy nhiên, với màu sắc thì mình cảm thấy cảm biến RIB nó vẫn không thể nào thật và nịnh mắt được như là cảm biến RGB. Yếu tố cuối cùng đó chính là về phần mềm. Mình nhớ không nhầm có người nói như thế này: smartphone bây giờ chụp ảnh nó không quan tâm đến ống kính nữa mà quan tâm những dòng lệnh, dòng code. Và mình cảm thấy đúng là như vậy. Khi mà tất cả mọi thứ cần phải sự nhỏ gọn, dòng code lại trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Nhờ những cái dòng code đó, những phần mềm đó đã giúp cho bức ảnh khử noise tốt hơn, phân tích ảnh ra để giúp cho có thể điều chỉnh được màu sắc, ánh sáng, và nói chung
là sẽ giúp cho bức ảnh nó trở nên đẹp hơn. Vừa rồi là một cái bài phân tích nho nhỏ vì sao hiện nay smartphone chụp đêm nó trở nên tốt hơn. Hy vọng những cái thông tin mà mình mang đến cho anh em sẽ giúp cho anh em hiểu được vì sao smartphone chúng ta làm được những điều như vậy. Anh em thấy video này hữu ích thì bấm like, bấm subscribe cho Trà Đá Công Nghệ và bấm chuông để đón chờ các video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video sau. Bye bye!